Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 27 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ, để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự 500 triệu đô la cho Ukraine Kevin McCarthy chính thức đưa Maurice Garland lên thước vì vụ khí hóa DOJ Hơn 2,4 triệu người tị nạn trên toàn cầu cần tái định cư trong năm 2024 Donald Trump là Tổng thống chống phá thai mạnh mẽ nhất trong lịch sử và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, dẫn lời hãng tin Reuters cho hay, chính quyền ông Biden đang lên kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 500 triệu đô la trong ngày 27 tháng 6. Theo hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các hoạt động phản công trong cuộc xung đột với Nga. Dự kiến gói viện trợ sẽ bao gồm 30 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 25 xe bọc thép chở quân Stryker. Bên cạnh đó, thì Ukraine cũng sẽ tiếp nhận đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao, vũ khí chống tăng, bao gồm cả hệ thống Travelin, cũng như đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot và tên lửa phòng không tầm ngắn Stinger. Hôm ngày 20 tháng 6, Ngũ Giác Đài cho biết họ đã mắc lỗi kế toán dẫn tới vì các lô vũ khí đã viện trợ cho Ukraine bị tính cao hơn 6,2 tỷ đô la so với giá trị thực tế. Điều này dẫn đến việc khoản trên lịch nói trên sẽ được bổ sung trong gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây, trong đó có Mỹ ngừng chuyển vũ khí cho Kiev, khẳng định việc viện trợ quân sự liên tục này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần tuyên bố tất cả vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thủ dữ. Kevin McCarthy chính thức đưa Morris Garland lên thớt vì vũ khí hóa DOJ Quý vị thân mến, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng ông sẽ sớm có hành động chống lại Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Morris Garland nếu lời khai gần đây của người tố giác chống lại DOJ được chứng minh là đúng. Ông McCarthy giải thích, Trước ngày 6 tháng 7, vì những cáo buộc từ IRS, những người tố giác DOJ và Maurice Garland, nếu những gì người tố giác IRS đang nói là sự thật, chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra luận tội ông Garland. Theo Politico, lời khai mới của người tố giác do ủy ban cách thức và phương tiện của hạ viện công bố tiết lộ rằng Bộ Tư pháp và văn phòng luật sư Hoa Kỳ Delaware bị cáo buộc đã cố gắng cản trở cuộc điều tra của IRS về thuế của Hunter Biden bằng cách liên tục làm chậm vụ việc, ngăn cản các hành động thực thi của IRS và thông báo trước các hành động liên quan đến cuộc điều tra cho luật sư của Biden. Chủ tịch McCarthy đã nhắc lại lập trường của mình về vấn đề này trên Twitter viết rằng chúng ta cần tìm hiểu sự thật luật sư Hoa Kỳ Davis Quay phải cung cấp câu trả lời cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Nếu có buộc của những người tố giác là đúng, thì đây sẽ là một phần quan trọng trong cuộc điều tra luận tội lớn hơn về việc Morris Garland vụ khí hóa DOJ. Như RSBN đã đưa tin trước đó, người tố giác của IRS Gary Stapley đã tiết lộ trong lời khai vào tháng 6 rằng các lệnh khám xét và các buộc hình sự đối với Hunter Biden đã bị các công tố viên chặn lại. Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã phân tích các điểm xuất ra từ lời khai của người tố giác IRS tuần trước. Lưu ý rằng đây là những gì chúng tôi vừa học được từ lời khai của người tố giác IRS. IRS đã ưu đãi trường hợp thuế của Hunter Biden. DOJ luôn can thiệp vào cuộc điều tra. IRS có hành động tra đũa những người tố cáo đó vì nói sự thật. Và cuối cùng, ông Kevin McCarthy hứa rằng các ủy ban của chúng tôi sẽ tiếp tục lần theo mọi manh mối về các giao dịch kinh doanh mờ ám của gia đình Biden và Bộ Tư pháp Biden được vũ khí hóa. Người dân bị xứng đáng nhận được câu trả lời và trách nhiệm giải trình. Hơn 2,4 triệu người tị nạn trên toàn cầu cần tái định cư trong năm 2024. Thưa quý vị, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR vào ngày 26 tháng 6 ra thông báo nhận định rằng có hơn 2,4 triệu người tị nạn trên toàn cầu cần tái định cư trong năm 2024, tăng 20% so với năm 2023. Cơ quan trên dựng báo cáo có nhan đề đánh giá nhu cầu tái định cư toàn cầu dự kiến cho năm 2024. Châu Á đứng đầu trong danh sách có nhu cầu nêu trên trong năm 2024 với gần 730.000 người tị nạn cần hỗ trợ tái định cư. Đây cũng là mức chiếm 30% số lượng nhu cầu trên toàn cầu. Theo báo cáo thì với cuộc khủng hoảng ở Syria bước sang năm thứ 13 và là vấn đề gây ra tình trạng về người tị nạn lớn nhất, người tị nạn Syria tiếp tục có nhu cầu tái định cư cao trong năm thứ 8 liên tiếp. Khoảng 754.000 người Syria trên toàn cầu cần được hỗ trợ ngay lập tức. Báo cáo cũng cho biết Afghanistan là quốc gia có tỷ lệ người tị nạn cần hỗ trợ tái định cư cao thứ hai, sau đó là Nam Sudan, Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra, thì UNHCR cho biết vào năm 2022, trong khoảng 116.000 đơn đăng ký, chỉ có 58.457 người tị nạn được chấp thuận tái định cư. UNHCR cho rằng. Tái định cư mang lại hy vọng về cuộc sống và giúp bảo vệ những người gặp nguy hiểm bằng cách đưa ra giải pháp bền vững, trong khi giảm sức ép lên các quốc gia tiếp nhận. Người đứng đầu UNHCR, Filippo Grandi nhận xét, chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng số lượng nhu cầu tái định cư của người tị nạn trong năm 2024. Tái định cư vẫn là giải pháp quan trọng cho những người đang gặp rủi ro cao nhất. Donald Trump là Tổng thống chống phá thai mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Quý vị thân mến, vào ngày 24 tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu dài 90 phút tại Đại hội Thường niên của Liên minh Đức Tin và Tự do ở Washington, DC. Trong phát biểu, ông Trump cho biết bản thân là Tổng thống bảo vệ sinh mạng tốt nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống của đảng Cộng hòa, những người theo đạo tin lành là nhân tố quan trọng hàng đầu. Tại đại hội, thì ông Donald Trump nói với những người theo đạo tin lành rằng, ông đã bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao, người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lật ngược án lệ Roe v. Wade. Cựu tổng thống Donald Trump cho biết, tôi đã làm được và không ai nghĩ là có thể như vậy. Họ đã chiến đấu, những người tốt, những người mạnh mẽ, những người thông minh đã chiến đấu trong 50 năm, nhưng chưa từng đạt được mong muốn, thậm chí không bao giờ đến gần mục tiêu. Điều đó tưởng sẽ không xảy ra, Thế nhưng tôi đã làm được. Trong khi phát biểu của ông Trump được khán giả nhiệt liệt cổ vũ thì ông hùng hồn cho biết tôi tự hào là tổng thống chống phá thai mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tờ Washington Times đưa tin rằng đại hội cũng mời các ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng Hòa được đề cử, chẳng hạn như là cựu phó tổng thống Mike Pence và thống đốc của Florida ông Ron DeSantis. Ông Mike Pence chia sẻ với các đảng viên Cộng Hòa rằng cuộc chiến chống phá thai vẫn đang diễn ra ở các bang, sự nghiệp của chúng ta chưa đi đến mục tiêu, chúng ta mới chỉ ở điểm nút của sự khởi đầu. Trước đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã kêu gọi tất cả các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ủng hộ lệnh cấm phá thai kéo dài 15 tuần của liên bang, còn cựu tổng thống Trump đã không trực tiếp phản hồi điều này trong bài phát biểu, nhưng nói rằng kẻ thù đang tuyên chiến với đức tin và tự do, khoa học và tôn giáo, truyền thống lịch sử và dân chủ pháp quyền, thậm chí cả Chúa toàn năng. Sự nghiệp bảo vệ sinh mạng là tiếng gọi của thời đại chúng ta. Chúng ta không thể nghỉ ngơi, chúng ta không thể buông lỏng cho đến khi chúng ta khôi phục lại tính thiên liêng của sinh mạng trên các tiểu bang, biến đó thành trung tâm của pháp luật Mỹ. Còn ông DeSantis, người cho biết vừa ký luật chống phá thai ở Florida, đã không làm rõ quan điểm của mình về lệnh cấm từ liên bang. Cựu thống đốc Chris Christie đã chỉ trích ông Trump không chịu trách nhiệm về những sai lầm làm chúng tôi thất vọng, tuyên bố mà cả kháng phòng là ó phản đối. Tại đại hội kéo dài 3 ngày thì ông Trump đã được chào đón như là một anh hùng. Đám đông đã đứng dậy nhiều lần hô vang nước Mỹ và chúng tôi yêu Trump. Thưa quý vị, ông Trump đã mô tả việc ứng cử của mình là cuộc đấu tranh để bảo vệ cho nước Mỹ vĩ đại chống lại các thế lực của chủ nghĩa Musk, chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa toàn cầu. Ông nói nếu không tranh cử, kẻ thù sẽ tập trung vào một nhà lãnh đạo khác. Họ sẽ truy đuổi người đó, dù là nam hay là nữ, cũng giống như họ đã nham hiểm truy đuổi tôi. Ông nhấn mạnh rằng người đó sẽ không thể ứng phó được và đó là lý do tại sao bạn không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ phiếu cho tôi. Ông Donald Trump đã mô tả chiến dịch của mình như là bức tường thành bảo vệ có giá trị bảo thủ như quyền lợi của cha mẹ, bảo vệ trẻ sơ sinh, cấm các thủ tục chuyển đổi giới tính đối với trẻ vị thành niên và thúc đẩy tự do tôn giáo. Ông nhấn mạnh rằng, chưa từng có một vị tổng thống nào đấu tranh cho người cơ đốc như là tôi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu và tôi vẫn sẽ chiến đấu khi tôi quay trở lại sâu chiếc bàn làm việc đó trong phòng bầu dục. Vào năm 2017, sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Trump đã liên tiếp bổ nhiệm ba thẩm phán vào tòa án tối cao, mang lại lợi thế tuyệt đối cho phe bảo thủ. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết đảo ngược phán quyết vụ án Roe v. Wade năm 1973, từng hợp pháp việc phá thai trên khắp nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu là 6 trên 3. Trong số 6 thẩm phán đã bỏ phiếu ủng hộ chống phá thai, có 3 người là được ông Donald Trump đưa vào bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất